nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập một nội dung trong phân môn tiếng Việt, đó là môn luyện từ và câu. Nội dung của bài học hôm nay là gì? Các em hãy theo dõi nhé! Dựa vào kiến thức của những bài học trước, các em còn nhớ câu kể dùng để làm gì không? À, câu kể dùng để kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc, nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của mỗi người. Các em đã được học mấy kiểu câu kể? Đó là những kiểu câu kể nào? À, chúng ta đã được học 3 kiểu câu kể tất cả. Đó là kiểu câu kể ai làm gì, câu kể ai thế nào và câu kể ai là gì. Đây là 3 kiểu câu kể mà cô và các em sẽ ôn lại trong tiết luyện từ và câu hôm nay. Cùng cô nhắc lại tên bài học nào. Ôn tập các kiểu câu kể ai làm gì, ai thế nào, ai là gì. Sách tiếng Việt tập 2 trang 98. Ở bài học hôm nay, các em sẽ được tiếp tục ôn luyện về 3 kiểu câu kể ai làm gì, ai thế nào, ai là gì. Và các em sẽ viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng 3 kiểu câu kể trên. Chúng ta bắt đầu vào bài tập đầu tiên nhé. Bài 1. Phân biệt 3 kiểu câu kể bằng cách nêu định nghĩa, ví dụ về từng kiểu câu. Bài tập 1 yêu cầu gì vậy các em? À, bài tập yêu cầu chúng ta phân biệt 3 kiểu câu kể bằng cách chúng ta nêu định nghĩa và ví dụ về từng kiểu câu. Để giúp các em nhớ tốt kiến thức về 3 kiểu câu trên, các em hãy trả lời các câu hỏi sau. Chủ ngữ trong các câu kể trả lời câu hỏi gì? Vị ngữ trả lời câu hỏi nào? Và vị ngữ thường là những từ ngữ nào tạo thành? Các em hãy dừng màn hình ít phút để trả lời các câu hỏi trên nhé. Với kiểu câu kể ai làm gì, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì. Và vị ngữ là các động từ hoặc cụm động từ. Ví dụ, các cụ già nhặt cỏ đốt lá. Chúng ta tiếp tục qua câu kể ai thế nào. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Vị ngữ là do tính từ, động từ, cụm tính từ, cụm động từ tạo thành. Ví dụ, bên đường cây cối xanh Còn đối với kiểu câu kể ai là gì? Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào vậy các em? Chủ ngữ cũng trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì? Vị ngữ thường là danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Ví dụ, Mai Thi là học sinh lớp 4-3. Qua bài tập, các em đã nêu được định nghĩa và ví dụ của từng kiểu câu. Vậy các em có biết 3 kiểu câu kể trên có gì giống và khác nhau không? Các em hãy suy nghĩ một phút nhé. Các em
hãy xem suy nghĩ của mình có giống với cô không nha. Điểm giống nhau giữa ba kiểu câu trên là chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì, và chủ ngữ luôn luôn là danh từ. Điểm khác nhau giữa ba kiểu câu trên nằm ở bộ phận vị ngữ. Với vị ngữ của câu kể ai làm gì, thường kể về các hoạt động của người, con vật, đồ vật. Vị ngữ là do động từ hoặc cụm động từ tạo thành, và vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì. Với vị ngữ của câu kể ai thế nào, thường là kể về đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật. Vị ngữ do tính từ, cụm tính từ hay động từ, cụm động từ tạo thành, và vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Cuối cùng là vị ngữ câu kể ai là gì. Trong câu kể ai là gì, vị ngữ thường chỉ người, sự vật, sự việc. Vị ngữ do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành, và vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì. Qua những phân tích vừa rồi, các em đã biết được sự giống nhau và khác nhau của ba kiểu câu kể rồi phải không nào? Vậy ba kiểu câu kể trên có tác dụng gì vậy các em? À, tác dụng của câu kể ai làm gì dùng để kể các hoạt động của sự vật. Còn câu ai thế nào dùng để kể những đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật. Và câu ai là gì dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó. Dựa vào tác dụng của ba kiểu câu trên, các em hãy tìm ra đâu là câu kể ai là gì, ai thế nào và ai là gì trong đoạn văn ở bài tập sau đây nhé. Bài tập 2. Tìm ba kiểu câu kể nói trên trong đoạn văn sau. Nói rõ tác dụng của từng kiểu câu kể. Bây giờ tôi còn là một chú bé lên 10. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng. Theo Trần Hòa Bình. Thế bài tập 2 yêu cầu mình làm gì vậy các em? À, bài tập 2 yêu cầu mình tìm 3 kiểu câu kể và nêu rõ tác dụng của từng kiểu câu. Các em hãy đánh số thứ tự cho từng câu có trong đoạn văn đi nào. Đoạn văn trên có tất cả là 3 câu. Bây giờ các em hãy dừng màn hình và thực hiện theo yêu cầu của bài tập nhé. Các em hãy xem đáp án của cô nào. Câu thứ nhất, bây giờ tôi còn là một chú bé lên 10. Thuộc kiểu câu kể ai là gì? Và tác dụng của câu này là giới thiệu nhân vật tôi. Câu số 2. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Đây là kiểu câu kể ai làm gì? Và tác dụng của câu này là kể các hoạt động của nhân vật tôi. Câu số 3. Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng. Đây là kiểu câu nào vậy các em? À, đây là kiểu câu kể ai thế nào? Và tác dụng của kiểu câu kể này là kể về đặc điểm trạng thái của buổi chiều ở làng ven sông. Qua bài tập, các em
Đã nắm được tác dụng của từng kiểu câu rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta hãy vận dụng ba kiểu câu này để thực hành viết một đoạn văn qua bài tập 3 nhé. Bài 3. Hãy viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học. Trong đoạn văn có sử dụng 3 kiểu câu kể nói trên. Đề bài yêu cầu gì vậy các em? À, đề bài yêu cầu các em hãy viết một đoạn văn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển mà mình đã học đó. Và trong đoạn văn phải có sử dụng 3 kiểu câu kể: ai làm gì, ai là gì và ai thế nào. Để giúp các em làm tốt bài tập, cô có một số gợi ý sau. Trong đoạn văn ngắn viết về bác sĩ Ly, các em cần sử dụng câu kể ai là gì để giới thiệu và nhận định về bác sĩ Ly. Ví dụ như, bác sĩ Ly là người nổi tiếng nhân từ. Sử dụng câu kể ai làm gì để kể về hành động của bác sĩ Ly. Ví dụ, cuối cùng bác sĩ Ly đã khuất phục được tên cướp biển hung hãn. Và câu kể ai thế nào để nói về đặc điểm tính cách của bác sĩ Ly. Ví dụ như, bác sĩ Ly hiền từ, nhân hậu nhưng rất cứng rắn, cương quyết. Các em đã nắm được yêu cầu của bài tập chưa nào? Sau đây, cô giới thiệu với các em một đoạn văn mẫu để các em tham khảo nhé. Sĩ Ly là người nổi tiếng nhân từ, nhưng ông cũng rất dũng cảm. Trước thái độ côn đồ của tên cướp biển, ông rất điềm tĩnh và cương quyết. Vì vậy, ông đã khuất phục được tên cướp biển hung hãn. Qua phần gợi ý và đoạn văn mẫu, cô hy vọng các em viết được đoạn văn thật hay và đúng với yêu cầu của đề bài nhé. Trong tiết ôn tập hôm nay, các em đã được củng cố lại kiến thức về ba kiểu câu kể: ai làm gì, ai thế nào và ai là gì. Vậy các em sẽ sử dụng các kiểu câu kể này khi nào? Các em có thể dùng trong giao tiếp để người đối thoại với mình hiểu rõ điều mình muốn nói, hoặc các em có thể vận dụng các kiểu câu kể trong khi làm văn, thì câu văn của các em sẽ rõ ràng và dễ hiểu hơn.